Chúng ta đều hy vọng Chính mình có thể có một thân thể khỏe mạnh Tướng mạo tốt đẹp đoan trang Đây là tất cả chúng sanh đều mong cầu Có thể cầu được hay không? Nhà Phật nói Phật thì bông trung Hữu cầu tắc ứng khẳng định cầu được bạn cần phải như lý như pháp thì bạn liền có thể cầu được a di đà phật cung cấp cho chúng ta một hoàn cảnh sống tu học vô cùng tốt đẹp cái này rất khó được chúng ta tu học hoàn cảnh ảnh hưởng đối với chúng ta rất lớn cho nên vào thời xưa bạn xem những tổ sư đại đức không luận là tông nào hay phái nào họ chọn lấy hoàn cảnh sinh hoạt hoàn cảnh học tập đều là ở núi cao sông lớn nơi phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi đó xây dựng đạo tràng tại vì sao phải chọn lựa như vậy hoàn cảnh có quan hệ đối với tu dưỡng thân tâm của chúng ta thế nhưng hiện đại do bởi giao thông phát triển thông tin nhanh chóng Trung Quốc có rất nhiều đạo trà nổi tiếng cũng đều bị ô nhiễm ô nhiễm nghiêm trọng nhất là gì các vị có thể biết hay không truyền hình ngày ngày xem truyền hình thì có thể được sao Trên núi cao cũng mắc cái truyền hình, hoàn cảnh thanh tịnh như vậy bị ô nhiễm rồi. Có đáng tiếc không? <laughs> truyền hình vô tuyến phát sóng là ô nhiễm, internet quốc tế hiện tại là ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Thật đáng sợ. chúng ta phải chọn lấy một đạo tràng nên tránh những ô nhiễm này chân thật có một hoàn cảnh tu học thanh tịnh ta cũng rất lưu ý nhiều năm đến nay mỗi lần đến một nơi tôi đều đi tham quan tỉ mỉ quan sát có thể tìm được một nơi tốt hay không người trước tôi phát hiện úc châu là một nơi tốt tốt hơn hoa kỳ tốt hơn canada tuần trước chúng tôi đến cổ tấn tham gia một pháp hội tôi ở biên giới của cổ tấn sơn trang của đan tư lý lý kim hữu Tôi ở nơi đó hết 6 ngày Hoàn cảnh ở nơi đó thanh tịnh Là một nơi chốn đạo tràng Tu học Học tập Sinh hoạt Rất tốt sau khi pháp hội xong ông đặc biệt mời tôi lưu lại hai ngày tỉ mỉ xem qua hoàn cảnh nơi đó tôi sâu sắc hy vọng tương lai ở trên núi ông xây dựng một thôn di đà chúng ta đến bên đó niệm phật Ngọn núi này của ông Diện tích rất lớn Có 5.000 mẫu anh 5.000 hecta Đường lộ trong khu vực đó Có đến 16 dặm dài Non xanh nước biếc Độ cao 1.000 mét so với nước biển Bốn mùa trường xuân cho nên ông ấy nói ông ấy cung cấp ba cái đệ nhất thế giới đệ nhất cái thứ nhất là không khí đệ nhất thế giới ở nơi đó xem thấy trời xanh mây trắng màu trời xanh biếc thấy rồi thật thoải mái khu rừng nguyên sinh cung cấp cái thứ hai nước trong xanh đệ nhất nước từ trong khe suối chảy ra Nước trong hồ đều có thể múc để uống. Không có ô nhiễm. Cái thứ ba, cung cấp ăn uống tinh khiết nhất. Người ở trên núi, hiện tại ông có hơn 300 người công nhân, thấy đều là ăn trường chay. Công nhân từ đâu mà có vậy? Đều là từ mười mấy thôn trang lân cận. Bởi vì những người này ở trên núi Trên núi đều là đi săn Vừa vào đi săn để kiếm sống Ông triệu tập họ vào trong sân trang Cho họ việc làm Đãi ngộ tốt với họ Khuyên họ không nên đi săn Thấy đều là ăn chay Ban đầu rất không quen Ăn được nửa năm Mọi người đều rất quan hỷ Thế nào vậy? Màu da rất tốt Nếp nhăn trên mặt không còn cho nên mỗi mỗi đều bằng lòng ăn chay Ba cái đệ nhất Tôi đến ở dạy nghề Tôi nói anh hãy thêm một cái đệ nhất nữa Ông hỏi cái gì Tâm rất thanh tịnh Ở trên đó phải giảng kinh Ở trên đó phải truyền đạo Chúng ta không có lòng tư riêng huyết không thể nói chúng ta chỉ nói phật pháp không truyền các tôn giáo khác